Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã đến với kênh tự học chữ Hán Nôm của Nguyễn Trí Công trong chương trình Hán Nôm Chiết Tự. Thưa các bạn, để cho kênh tự học chữ Hán Nôm của Nguyễn Trí Công được thêm phong phú, ngày hôm nay Nguyễn Chí Công xin được ra mắt các bạn chương trình Hán Nôm Chiết Tự nhằm giúp các bạn chúng ta cùng tìm hiểu rõ nguồn gốc thực sự của từng chữ Hán. Qua đó chúng ta thấy được nội hàm triết lý sâu sắc của văn hóa con người thuở xa xưa. Thưa các bạn, chữ Hán là một loại văn tự tượng hình có một không hai trên thế giới nội hàm văn hóa ẩn chứa rất sâu sắc. Từ việc phân tích cấu tạo và quá trình phát triển của chữ Hán, chúng ta có thể hiểu được thế giới quan, nhân sinh quan những đặc điểm nhận thức phương thức tư duy của con người thời xa xưa. Điều đó có ý nghĩa rất thiết thực đối với người học chữ Hán nói riêng và nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa con người thuở xa xưa nói chung. Từ khi kênh tự học chữ Hán nôm của Nguyễn Chí Công ra đời cho tới nay ngày càng có nhiều các bạn có những ý kiến mong muốn nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn với chữ Hán. Với mong muốn tìm hiểu nghiên cứu tính chất chân giá trị thực của loại văn tự độc đáo có lịch sử lâu đời này. Các bạn thân mến, ở chương trình Tam Thiên Tự các bạn đang học thì các bạn cũng đã đọc được thông và viết được thạo với nối bài học đọc âm vần của đoàn Trung Còn một cách khá dễ dàng. Nhưng việc uh, học chữ hán mà khi chúng ta đọc thông và viết thạo thì cũng chưa đủ. Chúng ta còn cần quan tâm đến việc giáo dưỡng qua từng bài học. Nếu không đi sâu tìm hiểu nghiên cứu ý nghĩa của chữ hán sẽ khó ghi nhớ và nếu có nhớ thì cũng không có căn cứ. Cho nên việc học sẽ trở lên đơn điệu và nếu không có sự liên hệ giữa chữ và nghĩa trong uh, chữ hán. Có câu lét chữ là lết người Học chữ để biết nghĩa Biết đối nhân xử thế Và biết điều chỉnh hành vi của chính mình đối với xã hội Sau đây thì Nguyễn Trí Công mời các bạn Chúng ta cùng vào tìm hiểu quá trình phát triển của chữ Hán Vào thời kỳ nhà Ân 1600 Đến 1020 trước công nguyên, đã xuất hiện một loại chữ viết sơ khai trên mai rùa và trên xương thú được gọi là giáp cốt văn. Giáp cốt văn có nghĩa là chữ được khắc trên mai rùa và xương thú. Lúc bấy giờ giáp cốt văn chủ yếu được người ta sử dụng vào việc giao tiếp với thần linh hoặc dùng vào việc chiêm bốc bói toán. Sau đó Đến thời kỳ nhà Chu 1200 1021 đến 256 trước Công nguyên. Lúc này là thời kỳ đồ đồng rất phát triển nên con người đã đúc chữ trên đồ đồng và được gọi là kim văn. Kim là kim loại, văn là chữ là các ký tự được đúc trên đồ đồng như chuông đỉnh về hình thái thì Kim Văn có yếu tố tượng hình tốt hơn so với Giáp Giáp cốt văn. Tiếp đó, đến thời Chiến Quốc 403 đến 221 trước Công nguyên và thời Tần 221 đến 226 trước Công nguyên, người ta đã hệ thống hóa chữ viết và thống nhất các nét viết. Vào thời này, chữ viết không mang nhiều yếu tố tượng hình nữa mà biến thành các đường nét viết trong chữ. Chữ đều hơn mềm mại hơn. Tuy nhiên, có nhược điểm là nhiều nét rất khó nhớ và người ta đã đặt tên cho cái loại chữ này là chữ triện. Triện ở đây cũng có nghĩa là truyền đạt. Lúc này thì chữ triện không chỉ còn giao tiếp với thần linh nữa mà còn là phương tiện để con người chúng ta giao tiếp với nhau. Vào thời nhà Tần, thừa tướng của nước Tần là Lý Tư cùng một số các quan văn đã tiến hành giảm được chữ triện. Người ta đã bỏ bớt các cái lét không cần thiết nên đã tạo thành một cái dạng chữ mới mà sau đó người ta gọi là tiểu triện. Còn loại chữ mà trước khi giản lược thì được gọi là đại triện. Sự khác nhau giữa đại triện và tiểu triện là tiểu triện thì được quy định các nét viết chặt chẽ hơn, dễ nhớ và dễ viết hơn và đây được xem là lần cải cách chữ viết có quy mô lớn đầu tiên trong lịch sử chữ hán chữ tiểu triện được cho là rất đẹp và thường được dùng khắc lên ấn chương và các con dấu khi triều đại nhà tần thống nhất được sáu nước chư hầu thì người ta đã thống nhất lại chữ viết và được gọi là thư đồng văn cho nên chữ tiểu triện lúc này được sử dụng rất rộng rãi và cùng thời kỳ này thì việc truyền đạt thông tin tăng cao trong triều chính và các quan phủ có rất nhiều tấu chương. Các thông tin giấy tờ từ các miền đưa về rất nhiều. Cho nên ở các nơi này cần phải có một chức quan để thực hiện cái công việc ghi chép. Những người mà ghi chép cái công việc này thời đó là được gọi là lệ nhân. Khi các lệ nhân dùng bút để ghi chép các công việc với tốc độ nhanh nên đã làm biến dạng chữ truyện đi. Các nét công tròn đã biến thành các lét thẳng và vuông, các lét không còn đều nữa mà trở thành các lét đậm, lét nhạt, chỗ to chỗ nhỏ. Lúc đó có một vị quan có tên là trình mạc, bởi ông là quan văn nên ông rất hiểu cái sự cực nhọc của các lệ nhân khi hàng ngày phải ghi chép các thông tin từ mọi nơi gửi về rất là lớn, nên công việc ghi chép bắt buộc phải nhanh hơn, không thể chỉnh chu nối viết tiểu chuyện được. Cho nên là ông đã sáng tạo ra một cái loại chữ viết mới, phù hợp hơn cho các lệ nhân. Chữ này được gọi là lệ thư. Lệ thư thì rất giống với chữ viết thời nay và được uh, sử dụng uh, rất rộng rãi tới thời nhà Hán khoảng hơn 2.000 năm trước. Ở thời này thì chữ viết phát triển lên tới đỉnh cao và người ta đã tạo ra một cái lối viết mới được gọi là thảo thư. Thảo thư thì có cái lối viết khá nhanh và rút gọn. Tuy nhiên nó vẫn có một cái quy tắc rất chặt chẽ. Vào thời kỳ nhà Hán thì hoàng đế nhà Hán rất thích cái vẻ đẹp của lối viết chữ thảo. Cho nên là người ta đã quy định các quan trong triều khi viết tấu chương đều phải dùng cái lối viết chữ thảo. Vậy nên cái lối viết chữ thảo phát triển rất rộng rãi. Ở cuối thời Hán kết hợp với lệ thư, với thảo thư, người ta lại phát minh ra một loại chữ mới Loại chữ viết này hình thái vuông vức và rõ ràng, mềm mại, uyển chuyển mà vững chãi. Vừa đẹp mà lại dễ đọc và người ta gọi loại chữ này là Khải thư. Khải có nghĩa là mô phạm, là quy chuẩn, chuẩn mực. Và Khải thư được dùng cho tới ngày nay. Và ngày nay người ta gọi là chữ Khải phồn thể và khi viết nhanh thì người ta đã kết hợp với cái lối viết chữ thảo với lối viết chữ khải và người ta đã tạo ra một cái loại chữ mới đó là chữ hành thư chữ hành cũng có nghĩa là nhanh và thông suốt hành thư cho tới nay vẫn được dùng khá rộng rãi về cơ bản thì nó vẫn là chữ khải tuy nhiên là được thể hiện rất phóng khoáng nhưng vẫn có một quy tắc viết rất là chặt chẽ và như các bạn thấy thì qua quá trình phát triển của từ thời giáp cốt văn đến kim văn rồi đến uh, triện văn hay là gọi triện hay còn gọi là triện thư kế đến là lệ thư thảo thư rồi tiếp đó khải thư và hành thư thì bảy cái thể chữ viết trên này người ta gọi chung là hán tự thất thể và trên đây là một chút sơ lược về cái quá trình phát triển của chữ hán tiếp đến thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng vào để tìm hiểu các phép cấu tạo của chữ hán mà người ta gọi là lục thư Các bạn thân mến. Cũng như các chữ viết khác trên thế giới thì chữ Hán được hình thành từ các nét miêu tả các sự vật hiện tượng xung quanh con người. Nhưng khác ở đây là chữ Hán đã chọn một cách phát triển không giống các chữ viết khác trên thế giới. Với các chữ viết khác trên thế giới, khi xã hội phát triển, con người đã đơn giản các nét vẽ và dùng các nét đó để thể hiện cho một âm tiết nào đó trong tiếng nói của các dân tộc đó. Còn với chữ Hán nó vẫn giữ lại được nghĩa tượng hình ban đầu của chữ và dùng các phép tạo chữ khác để tạo nên các chữ có ý nghĩa trừu tượng. Chính vì thế, chữ tượng hình mặc dù chiếm một phần không lớn trong chữ Hán nhưng lại có tầm quan trọng rất lớn trong hệ thống của chữ Hán. Chữ tượng hình có nghĩa là căn cứ trên hình tượng của sự vật mà hình thành chữ viết. Các chữ này rất dễ nhận biết và đơn giản. Tiếp đến là chữ chỉ sự hay còn gọi là biểu ý. Cùng với sự phát triển của con người thì chữ Hán đã được phát triển nên một bước cao hơn để đáp ứng đủ cái nhu cầu diễn tả của những cái sự việc đó là chữ chỉ sự. Ví dụ để tạo nên một chữ bản để diễn đạt cái nghĩa của gốc cây Gốc rễ của cây Thì người ta dùng một chữ mộc Các bạn thấy Dùng một chữ mộc Thêm một gạch ngang Ở phía dưới Để chỉ đây là gốc rễ Và chữ bản Đã được hình thành Chữ thượng Chữ hạ Và chữ thiên Cũng được hình thành theo cái cách tương tự và đây gọi là chỉ sự chỉ sự có nghĩa là chỉ định một sự vật và biểu diễn bằng chữ tiếp đến là chữ hội ý để tăng thêm chữ hán cho đến nay người ta có nhiều phương pháp tạo nhiều chữ mới có ý nghĩa mới ví dụ chữ lâm chữ lâm thì là rừng nơi có nhiều cây có hai chữ mộc xếp đứng cạnh nhau được tạo bằng cách ghép hai chữ mộc với nhau rừng có nhiều cây chữ sâm rừng nơi có rất nhiều cây được tạo thành bằng cách ghép ba chữ mộc còn chữ minh minh có cái là kêu hót thì được hình thành bằng cách ghép chữ biệt chữ điểu chữ điểu cạnh chữ khẩu Người ta lấy chữ khẩu và chữ điểu Để ghép thành chữ Minh Minh có nghĩa là kêu, là hót Và chữ Minh được hình thành bằng cách ghép như vậy Và ở đây thì Nguyễn Trí Công cũng đưa một chữ giản thể vào Và trong chương trình này thì Chính Nguyễn Trí Công cũng sẽ luôn luôn đưa chữ giản thể vào Và cũng tiện đây thì cũng xin được giới thiệu với các bạn là để bởi vì chúng ta những người mà khi học chữ Hán và học tiếng Trung thì chắc chắn đã từng nghe qua những cái chữ phồn thể và giản thể. Vậy thì chữ phồn thể, giản thể là gì? Và chữ phồn thể và giản thể thì có khác nhau như thế nào? Thì uh, Trung Quốc là một cái quốc gia rất là rộng lớn và biết bao điều đa dạng phức tạp, trong đó là phải kể đến hệ thống chữ viết. Khi học tiếng Trung thì các bạn chắc chắn đã từng nghe qua chữ phồn thể và giản thể. Hôm nay thì tiếng thì kênh của Nguyễn Chí Công cũng sẽ sơ lược về vấn đề này để các bạn chúng ta có thể hiểu được và chúng ta nên chọn phồn thể và giản thể thì nó là như thế nào. Thì trước hết là phải nhớ rằng là chữ phồn thể hay chữ giản thể thì cũng chỉ là hình thức chữ viết, chỉ là cái hình thức chữ viết khác nhau mà không liên quan gì đến cái cách phát âm cả. Chữ Hán phùn thể hay chữ Hán chính thể là một trong hai cái bộ chữ in tiêu chuẩn của tiếng Trung. Hiện nay thì chữ Phồn thể được dùng rất nhiều ở Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao. Chữ Hán giản thể thì cũng như tên gọi của nó là đơn giản hóa, được xúc tiến từ sau Thế chiến thứ hai bởi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa so với phồn thể thì chữ giản thể đã được lược đi rất nhiều những cái nét phức tạp, tinh vi để chữ viết đơn giản và dễ học hơn. Chữ giản thể được dùng phổ biến ở Trung Quốc, Đại Lục như Singapore, Malaysia, hay trong các ấn phẩm giáo dục cho người nước ngoài. Chữ Hán truyền thống hay còn gọi là chữ Hán phồn thể thì bao hàm văn hóa và tư tưởng truyền thống của người xưa, mỗi ký tự là một câu chuyện, một chữ viết là có rất nhiều những cái ý nghĩa. Khi nhìn mặt chữ ta cũng có thể nhìn thấy được cái ý nghĩa của nó qua cái việc phân tích các cái bộ trong có mặt trong chữ. Người dùng chữ Hán phồn thể có thể đọc được chữ Hán giản thể nhưng ngược lại thì rất khó. Chữ Hán giản thể tuy có cấu tạo đơn giản hơn nhưng đã làm thay đổi ý nghĩa của chữ. Vậy thì chữ hội ý như chúng ta vừa rồi đã thấy là để ghép thành một chữ minh thì người ta lấy bộ khẩu và bộ điểu. Bộ điểu, điểu là chim. Khẩu, lẻo thì là ghép thành chữ minh, minh là kêu. Và bên cạnh đây có một chữ giản thể để nếu các bạn học bên giản thể các bạn có thể chú ý nhé. Về phần phát âm thì vẫn cứ như nhau và kể cả đã bính âm thì cũng vẫn là là như nhau thôi. Chữ thủ là cầm nắm, thì người ta lấy à, chữ nhĩ là tai của động vật với bộ hiệu để ghép thành ghép thành chữ thủ thủ là cầm nắm. Những chữ được tạo thành cái phương pháp ghép như trên đây thì gọi là chữ hội ý hội ý có nghĩa là ghép ý nghĩa với nhau. chữ hình thanh cùng với những chữ tượng hình chỉ sự và hội ý có nhiều phương pháp tạo lên chữ hán nhưng có thể nói là đa số các chữ hán được hình thành bằng phương pháp hình thanh chữ hình thanh chiếm phần lớn trong toàn bộ chữ hán chữ hình thanh là những chữ bao gồm hai phần phần hình là phần biểu diễn ý nghĩa chính mà đã được dùng từ lâu đời. Và phần thanh là phần biểu diễn bằng cách phát âm chính xác của nó. Từ đó, ví dụ như chữ khẩu. Ví dụ như chữ khẩu. Có hình biểu diễn việc ăn, nói và chữ vị. Chữ vị có cách phát âm giống chữ vị trong khẩu vị khi ghép hai chữ với nhau tạo lên chữ vị tức là tạo lên chữ vị của khẩu vị thì sẽ thành là chữ vị của khẩu vị bộ thủy biểu diễn là nghĩa của dòng sông hoặc là dòng nước chảy khi mà ghép cùng với chữ thanh chữ thanh này có ý nghĩa là xanh là màu xanh và bộ thủy thì có ý nghĩa là dòng nước. Thế mà ghi kê, khi ghép hai chữ này với nhau thì chúng ta sẽ cũng lại được một chữ thanh. Nhưng mà chữ thanh này lại mang ý nghĩa là trong suốt hoặc là trong xanh. Chữ chuyển chú. Chữ chuyển chú thì các chữ Hán được hình thành bằng bốn phương pháp kể trên nhưng mà còn có những cái chữ có thêm những cái ý bị hoàn toàn khác biệt ví dụ như uh, chữ dược ví dụ như chữ dược có nguồn gốc là từ chữ nhạc có nguồn gốc từ chữ nhạc âm nhạc thì làm cho người cảm giác thấy sung sướng phấn khởi lên chữ nhạc cũng có âm là lạc nghĩa là vui vẻ chữ dược được tạo bằng cách là ghép thêm bộ thảo ghép thêm bộ thảo lên trên đầu bằng cách ghép thêm bộ thảo có nghĩa là cây cỏ vào chữ lạc chữ dược hình thành theo phương pháp này được gọi là chữ chuyển chú và bên cạnh đây là một chữ dược nhưng đây là chữ giản thể để các bạn thời nay nếu như các bạn có thể học chữ hiện đại, thời hiện đại thì các bạn vẫn có thể học được. Chữ giả tá thì những chữ được hình thành theo phương pháp bằng cách mượn chữ có những cái cách phát âm được gọi là giả tá. Ở trên giải thích về bốn cái cách tạo chữ và hai cách sử dụng chữ Hán. Bốn cách tạo chữ và hai cách sử dụng được gọi là chung là lục thư. Thực tế còn có một dạng chữ được gọi là hình thanh kiêm hội ý. Dạng chữ này thì cũng chiếm một lượng lớn trong toàn bộ chữ Hán. Một vài những cái thống kê để giúp cho người học chữ Hán có thể chúng ta nắm bắt được. Cũng là những cái kiến thức mà chúng ta cũng nên chú ý một chút. Cái lượng chữ Hán thống kê được cho tới ngày nay là rất lớn, khoảng 100.000 chữ. Lượng chữ Hán mà thường hay dùng được sử dụng thì chúng ta dùng khoảng 3 đến 5.000 chữ. Chữ tượng hình chỉ sự chiếm khoảng độ 5% chữ hội ý chiếm khoảng 20%, chữ hình thanh chiếm khoảng 65%, chữ hình thanh kiêm hội ý chiếm khoảng 10%. Hai dạng chuyển chú và giả tá rất ít gặp trong thực tế. 214 bộ thủ chữ Hán thì cũng chủ yếu ở dạng chữ tượng hình, một số ít ở dạng hội ý, hình thanh và chỉ sự. Có 80% chữ hình thanh có kết cấu trái phải, trong đó bộ phận biểu âm thường nằm bên trái và là chữ hội ý, trong khi bộ phận biểu nghĩa bên phải thường là chữ tượng hình. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc học chữ hội ý. Để bước đầu làm quen với chữ hình thanh thì tôi cũng phân tích một số chữ ở dạng này với cái đặc điểm là những chữ có cái quy tắc cũng như có công cụ công thức cụ thể học chữ hình thanh là một cái phương pháp phát triển bốn chữ hán một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất chúng ta hãy bắt đầu vào phân tích chữ ái chữ ái thì chữ hán việt âm hán việt đọc là ái mà nghĩa việt là yêu thích là yêu thích là ái mộ ở chữ ái phồn thể. Chữ ái thì có nghĩa là tình yêu, gồm có bộ tâm là con tim. Và chữ thụ có ý chịu đựng. Tình yêu thương thì chính là cái sự chấp nhận, tình nguyện hy sinh. Tuy nhiên trong chữ giản thể ngày nay thì chữ ái này đã bị mất đi chữ tâm. Các bạn thấy chữ ái là phồn giản thể là không có chữ tâm không có bộ tâm Trở thành tình cảm, tình yêu hời hợt Bên ngoài không có con tim Cái loại chữ Hán hiện đại này Thì đã làm mất đi các cái yếu tố tượng hình Có ý nghĩa thâm sâu và cái đạo Mà người xưa truyền lại Trong khi chữ Hán phồn thể thì bao hàm tư tưởng Và văn hóa Truyền thống của Trung Hoa Thì chữ giản thể lại không làm được Như chữ ái thì bị bỏ đi Bộ tâm ở giữa Vậy là ái bất tâm có nghĩa là yêu mà không có trái tim và chữ ái thì chúng ta có thể ghép với các chữ ghép là thân ái, là nhân ái, là khả ái, ái ân và ở đây trong chương trình này thì mặc định cái phần chữ bên dưới này là nguyễn trí công làm chữ giản thể để các bạn trẻ các bạn có thể học chữ hán hiện đại các bạn cũng có thể học được và cả bính âm luôn để các bạn có thể học, học được như chữ thân ái là chi nải nhân ái rớn ải khả ái Khở ải ái, ái ân ải ân tôi xin được phép đưa ra để các bạn có thể lắm được cái chương trình của chúng ta vào cái phần bên dưới mặc định tôi sẽ làm đây là chữ giản thể Còn phần bên trên là phần chữ phồn thể Phồn thể hay là gọi là chữ khải Chữ khải phồn thể của chữ cổ ngày xưa Tiếp đến là chúng ta phân tích đến chữ ám Chữ ám thì âm hán Việt đọc là ám Âm hán Việt đọc là ám Hoặc còn có âm đọc là âm và phiên âm tiếng Trung là an. Nghĩa Việt là bóng tối là tối mờ không rõ, không tỏ hắc ám. Chữ ám nghĩa là bóng tối được cấu thành từ bộ nhật là mặt trời. Và chữ âm là âm thanh Xét về cấu tạo thì chữ ám là một chữ hình thanh có kết cấu trái phải với bộ Nhật nằm nhiệm vụ biểu nghĩa và âm chữ âm là có tác dụng biểu thị âm đọc. Nhật với vai trò là bộ thủ tạo chữ Hán biểu diễn các cái nghĩa liên quan đến ánh sáng, thời tiết kết hợp với âm đọc của chữ âm tạo thành ám với nghĩa là tối, thiếu ánh sáng như u ám, u ám, u ám nghĩa là mờ tối ám cũng được sử dụng để chỉ những việc gì làm gì đó mà kín đáo không minh bạch như là ám hiệu ám hiệu có nghĩa là ra cái hiệu ngầm không cho người ngoài biết ngoài cuộc biết được hay là ám sự ám sự nó là cái việc mờ ám hay là ám hại ám hận đó là những cái từ ghép tiếp đến chúng ta đến phân tích chữ an hay còn gọi là yên nghĩa việt là an toàn là an lành là yên nòng là dự định chữ an thì phía trên là bộ miên phía dưới là bộ lữ bộ lữ thì mô tả cái tư thế yếu yểu điệu thục lữ của người con gái thời xưa chân thì hơi khuỵ xuống hai tay thì để về một bên hông, bên hông và miên nghĩa là cái mái nhà trông giống như cái mái tre người phụ nữ ở trong nhà chính là chỉ chữ an. Ngày nay thì người ta hay giải nghĩa cái chữ an với cái hàm ý là người phụ nữ mà ở trong nhà thì rất an toàn. Sẽ được người đàn ông che chở. Tuy nhiên chữ an không hề giới hạn ở cái tầng nghĩa đó. Người xưa quan niệm rằng người, người phụ nữ cầm đà đảm đương đảm đương lo việc nhà để người đàn ông yên tâm ra ngoài làm việc lớn. Điều này không có ý hạ thấp người phụ nữ mà là chính là cái ý rằng Nhà phải yên thì mới nước mới yên. Mái nhà có người phụ nữ chăm nom thì mới được an định, đó chính là chữ an. Tiếp đến chúng ta phân tích vào chữ áp. Chữ áp nghĩa Việt là bắt giữ, là cam kết, áp là về cơ bản là chữ hình thanh có thể phân tích theo cái dạng chữ hội ý bao gồm bộ thủ. Bao gồm bộ thủ và chữ giáp là hình ảnh của một cái mai rùa, hình dạng của nó trông giống như một cái hộp hoặc lồng, có ý nghĩa là được bao quanh. Thủ là tay có nghĩa cầm nắm, giữ nấy. Vì vậy, chữ áp có nghĩa là giam cầm hoặc giam giữ. Và lấy âm đọc của chữ giáp làm biểu âm. Mặt khác, ở Trung Quốc cổ đại thì hầu hết các tù nhân cũng có cái chức năng là con con tin cho nên là chữ áp cũng có ý nghĩa là sự cam kết và những từ ghép của chữ áp chúng ta có thể ghép như áp đảo áp giải áp khoán và áp tống tiếp đến chúng ta phân tích chữ âm âm hay còn đọc là ấm nghĩa việt là âm là tiếng phiên âm là yin chữ âm là chữ hội ý trong cái cổ văn nó miêu tả được cái miệng với một cái nưỡi và lời nói về hình thể và nguồn gốc chữ âm tương tự như chữ thiệt cái lưỡi một số nét thêm vào để thể hiện các cái từ được phát ra từ miệng mặt kh khác cả âm lời nói đều có chung nguồn gốc âm và ngôn là lời nói đều có chung nguồn gốc cả hai đều có ý nghĩa tương tự nhau âm như âm điệu âm hưởng âm luật âm thanh âm tiết các bạn thân mến thì bài hôm nay cũng là bài đầu tiên trong chương trình chữ tự Hán Nôm, chữ Hán chiết tự của Nguyễn Trí Công. Và bài hôm nay thì đến đây tôi cũng xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở những series tiếp theo về Hán Nôm chiết tự. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng kênh tự học chữ Hán Nôm của Nguyễn Trí Công. Các bạn thấy hay thì các bạn hãy chia sẻ và hãy nhấn like để ủng hộ cho kênh của Nguyễn Trí Công ngày một phát triển các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại ở video kế tiếp.